Hello, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của Vườn Sài Gòn. Vườn Sài Gòn tọa lạc tại 171 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những siêu thị vật tư nông nghiệp cung cấp đa dạng phân, chậu, đất, hạt giống và các loại dụng cụ làm vườn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một loại chậu trồng cây rất là đặc biệt, đó là chậu ghép thông minh theo phong cách châu Âu. Với cái loại chậu này thì các bạn có thể trồng bất cứ loại rau, củ, quả và thậm chí là cây ăn trái trên sân thượng, trên ban công hoặc là bất cứ đâu trong khu vườn bé nhỏ của các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái chậu ghép thông minh này nhé. Và sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách lắp ráp một cái chậu đơn giản, một cách đơn giản như thế nào nhé. Thì một cái chậu ghép thông minh nó sẽ bao gồm vách chậu, đế chậu, lưới lọc, trụ chậu, nẹp, chốt và chân chậu. Đấy, như các bạn thấy đấy. Thì nó là sự kết hợp hài hòa giữa hai màu trắng đen. Một chiếc chậu ghép thông minh thì nó bao gồm phần vách chậu bằng nhựa PP trắng, không độc hại cho môi trường, rất là bền, nhựa này rất là dẻo dai, bền chắc. Và nó được thiết kế có hoa văn trông như là những viên gạch ống nhỏ tí hon. Thì các bạn nhìn một cái vách chậu á, nó xinh xắn giống như là một cái bức tường. Bức tường mà mình vừa mới xây, vừa mới sơn màu trắng vậy đó các bạn. Và tiêu chuẩn của mỗi cái vách như vậy là nó sẽ dài 40 cm và cao 13 cm. Khi mình lắp một cái chậu cơ bản thì cái đế chậu có cái lưới lọc màu đen. Nó sẽ có kích thước là vuông vức 40 cm x 40 cm. Cái lớp đế chậu và lưới lọc rất là dày. Nó có khả năng chịu lực trên 50 kg. Khi mà các bạn đổ đất và tưới nước vào thì nó chịu lực rất là nặng nha các bạn. Cái lớp lưới lọc nó giúp lọc lại cát đất. Thì mình sẽ không có, khi mà mình tưới thì cát đất dơ nó sẽ không tuôn chảy theo nước, nó không có xuống sàn. Cái lớp đế chậu nó cũng chứa được một cái lớp nước cao khoảng 2 cm để giúp cho nước không thoát, không chảy trực tiếp xuống sàn, góp phần là giúp cho chống thấm sàn. Đặc biệt là với cái chậu ghép thông minh này thì các bạn thường hay mang về và trồng ở trên sân thượng, ban công hoặc là khu vườn nhỏ ở trong nhà mình. Cho nên việc chống thấm sàn rất là quan trọng. Và cái lớp đế chậu kín như vậy, giữ được một lớp nước cao khoảng 2 cm là cái điều vô cùng cần thiết khi mà trồng cây trên sân thượng, giúp chống thấm sàn nha các bạn. Các trụ cột để kết nối giữa các bức vách á, nó cũng bằng nhựa PP màu trắng tinh luôn, rất là vững chắc, nhựa đặc nha các bạn. Nó kết nối giữa các bức vách, nó tạo nên một cái bộ khung sườn vô cùng chắc chắn luôn, giống như là những cây trụ cột khi mà người ta xây nhà vậy đó. Thì để kết nối giữa những cái trụ này là cần những cái chốt nhựa, những cái chốt nhựa và cũng đặc luôn nha các bạn. Rất là nhỏ nhắn, xinh xắn. Nó có vai trò như là những cái chiếc đinh vậy đó, kết nối giữa đế chậu và giữa các trụ lại với nhau. Và kết nối giữa các bộ phận của chiếc chậu lại với nhau luôn. Sau khi hoàn thành việc ghép cơ bản một chiếc chậu thì ở trên thành chậu sẽ có thêm một cái nẹp viền màu đen, rất là sang trọng. Cái nẹp viền màu đen rồi cái nắp đậy trụ nữa cũng màu đen luôn. Thì sự kết hợp hài hòa giữa hai màu trắng đen đồng thời là cái kiểu dáng của từng phụ kiện, từng chi tiết trong chậu, nó rất là sạch sẽ và sang chảnh do có sự kết hợp giữa phong cách châu Âu và phong cách cổ điển, nên nhìn chiếc chậu trồng cây của mình rất là nghệ thuật nha các bạn. Đấy, bây giờ thì đã hoàn thành một chiếc chậu xinh xắn. Và tại sao nó lại là chậu thông minh nhỉ? Cái chậu này là được sản xuất ở trong nước nha các bạn. Hàng này là hàng Việt Nam. Nó thông minh bởi vì nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng lắp ghép mà lại vô cùng chắc chắn. Ngay cả các chị em phụ nữ cũng làm được cái điều này mà không cần nhờ đến mấy anh đàn ông con trai ở trong nhà nữa. Mặc dù thiết kế vô cùng đơn giản,
nhưng mà nó đã trải qua một cái quá trình sáng tạo, một cái quá trình là sửa chữa và thay đổi rất nhiều mới được một cái chiếc chậu ghép thông minh, một cái sản phẩm hoàn thiện như bây giờ nha các bạn. Và chính vì vậy mà nó hội tụ hơn 10 ưu điểm luôn. Các bạn có thấy chiếc chậu này nó hội tụ rất nhiều ưu điểm không? Mà mình có thể đếm ra tới 10 ưu điểm cho các bạn thấy á. Ưu điểm thứ nhất là gì? Nó rất là dễ dàng lắp ghép lẫn tháo rời luôn. Nghĩa là khi mà mình muốn mang nó lên sân thượng cao á, thì mình cứ mang từng phụ kiện lên thôi, rất là nhẹ nhàng. Mình lên tới nơi rồi mình mới lắp ghép. Và khi mà các bạn dọn nhà sang một ngôi nhà sang hơn, lớn hơn, thì mình sẽ tháo rời cái chiếc chậu này để mang đi, khỏi phải thanh lý, đúng không các bạn? Thì cái chậu này nó vẫn lúc nào nó cũng còn sạch đẹp mà, đâu có nỡ bỏ nó đi đâu. Cho nên cái ưu điểm thứ hai là vận chuyển rất là tiện lợi. Cái ưu điểm thứ ba là cái ưu điểm mà đặc biệt nhất luôn các bạn, là nó rất là linh động về diện tích. Mình có thể cái kích thước chuẩn của mỗi cái lưới, mỗi cái đế chậu vậy là 40 x 40, nhưng mà các bạn có thể lắp ghép nó theo những cái diện tích khác nhau để phù hợp cho tất cả các loại rau củ quả và thậm chí là cây ăn trái nữa. Bây giờ mình muốn nó sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu là mình đều có thể mà ghép được hết. Đó. Cho nên là cái những cái khu vườn mà trồng cây ăn trái trên sân thượng mà sang trọng á các bạn, người ta không tìm được những cái chậu lớn theo ý muốn thì thường là họ sử dụng cái chậu ghép thông minh này. Mình muốn cái diện tích bao nhiêu cũng được, nhỏ gọn cũng được, rất là lớn cũng được. Và đặc điểm, cái ưu điểm thứ tư là nó làm bằng cái nhựa cao cấp nha các bạn. Cái nhựa BB này nó bền bỉ nè, nó chịu được nhiệt tốt, mà cái này nó còn nhựa trắng an toàn, không có độc hại nữa nha các bạn. Là yếu tố sức khỏe là quan trọng nhất. Nãy giờ mình thấy cái ưu điểm nào cũng là cái ưu điểm quan trọng nhất hết á. Một cái chậu rất là đáng để mà sử dụng. Rồi bề mặt chậu thì nó bóng loáng, dễ lau chùi. Khi mà nó bám bẩn ngoài thành chậu, ngoài mặt chậu các bạn, lúc mà mình tưới nước thì mình kết hợp là mình lấy tay mình rửa ở bên ngoài cái chậu luôn, là nó sẽ sạch như mới luôn các bạn, rất là dễ dàng. Rồi như hồi nãy mình đã có nói kỹ về vấn đề mà chống thấm sàn với lại vỉ lọc cát đất, cái phần đế chậu giữ được một lớp nước á, cho nên là mình sẽ không nói lại nữa. À, và đặc biệt là cái chậu này là bán theo phụ kiện luôn, không có ép buộc các bạn là các bạn phải mua đúng cái diện tích đó, mà các bạn có thể mua phụ kiện về, mình muốn cái diện tích bao nhiêu thì mình tính ra rồi mình mua về mình đóng cái chậu, nó rộng theo cái sở thích, theo ý muốn của mình luôn nha các bạn. Rồi cái đặc điểm cũng không kém phần quan trọng của việc làm vườn ngày nay á, là cái thiết kế của chiếc chậu nó xinh xắn, nó đẹp, nó sang trọng và nó dễ thay đổi theo cái thiết kế của vườn mình. Mới thí dụ như mình muốn khu vườn mình trồng theo hình chữ thập, trồng theo hình vuông, trồng theo hình chữ L hay là chữ M, hoặc là mình trồng theo cái tên của mình đó các bạn. Đấy, ví dụ là mình tên Mai, hoặc là mình tên Hoa, tên Đào gì đó, thì mình có thể ghép cái chậu đi theo cái tên của mình luôn. Nhưng mà cái đó phải diện tích rộng đó nha các bạn, chứ còn diện tích hẹp thì mình ghép đúng một cái chữ cái thôi là hết khu vườn rồi. Rồi, không biết là bao nhiêu ưu điểm rồi nha, kể hoài không hết cái clip luôn. Ưu điểm tiếp theo là nó giúp cho mình trồng rất là đa dạng các loại rau, củ, quả, cây ăn trái, cái gì cũng trồng được hết á. Tại vì mình muốn cái độ sâu nào hay là diện tích nào mình cứ thiết kế thôi. Đấy, rất là thích hợp để mà các bạn trồng ở ban công, sân thượng. Rồi những cái khu vườn nho nhỏ cũng được. Còn nếu mà các bạn làm trang trại lớn thì mình thấy cũng hơi là tốn kém rồi nha. Tại vì cái chất liệu, cái loại chậu này nó cao cấp. Mà nó cao cấp bởi vì nó phải xứng đáng, nó xứng đáng với cái sự sáng tạo, xứng đáng với cái giá trị của nó thôi. Quay cho các bạn xem thực tế những cái chậu mà mình trồng cây ăn trái nha. Ví dụ như ở đây là mình trồng cái dây nho. Dây nho thì mình cho cái chậu này là nó cao 39. Nghĩa là 3 lớp vách đó các bạn. Đây, 3 lớp vách. Chiều ngang là 80. Mỗi bề này là 40, 40, chiều ngang là 80. Còn chiều rộng của nó là 40 nha các bạn. Thì tại vì ở đây là cái đường mình nó nhỏ hẹp á, cho nên mình chỉ làm vậy thôi. Nếu mà cây nho của các bạn lớn hơn, các bạn có thể bung cái vách này ra cho nó rộng hơn, thành cái chậu 80 x 80 luôn. Hơi chói nha các bạn. Còn cái chậu hoa hồng của mình á, thì mình làm 2 lớp vách thôi. Đây, 2 lớp vách là cao 26, rộng 40 và bề dài của nó là 80. Tại vì cái đường của mình nhỏ hẹp thì
thì mình làm theo đúng cái nhu cầu với lại cái phù hợp với diện tích sân vườn ở nhà mình thôi nha các bạn. Thì một cái chậu 40 x 80 và cao 26 này là mỗi chậu là mình trồng hai cái gốc hoa hồng, một cái gốc hoa hồng leo và một cái gốc hoa hồng bụi. Đấy. Ở đây là mình cho ba cái chậu ghép trồng 6 cái gốc hoa hồng. Còn trên bề mặt nó còn để dư cái bề mặt thì mình để mấy chậu hương thảo rồi, mấy chậu hoa nhỏ nhỏ rồi ha các bạn. Bên đây thì mình có cái chậu chanh dây nè các bạn. Chanh dây thì nữa là cái gốc của nó cứ phát triển hoài luôn á, phát triển lâu năm. Đây. Nó cũng sắp có bông rồi, thành ra là mình cho nó cái chậu to hơn. Lúc trước là mình đang trồng trong cái bồn nước đó các bạn, cái bồn nước 500 lít á. Lại có chiếc máy bay bay qua nữa rồi. Việt Nam Airlines nha các bạn. Mùa này sân bay vắng tanh luôn á, có chiếc Việt Nam Airlines bay qua. Hy vọng là nó không đem theo cái mầm bệnh nào nữa hết. Đây là các bạn, lúc trước là mình trồng trong cái bồn nước 500 lít mình cưa đôi ra đó, sau này là mình thấy là để cho trên đây nó đẹp hơn thì mình đổi qua chậu ghép thông minh. Thì cái chậu này là mình trồng hai cái gốc cây chanh dây. Thì mình làm nó dày hai lớp là cao 26 các bạn. Đấy, thì cái này dài nhân rộng của nó là 12 nhân với 120 nhân với 80 nha các bạn. Bạn thấy không? Mình thích cái bề dài, bề rộng hoặc là bề dày kích thước nào thì mình thiết kế cho nó phù hợp với sở thích và theo cái sinh trưởng của cây trồng luôn, rất là tiện lợi. Chứ trong khi là những cái loại chậu khác là mình khó mà kìm được cái chậu mà có diện tích như thế này các bạn. Rồi, chúc các bạn có thể thiết kế được một khu vườn như ý của mình nha. Có thắc mắc gì nữa thì các bạn có thể liên hệ vườnsaigon.vn, số hotline 0909123409 hoặc là chat với Facebook của Vườn Sài Gòn. Ngoài ra các bạn có thể mua hàng tại các kênh Shopee, Lazada của Vườn Sài Gòn nữa nha các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cho các bạn ngắm cái sân bay tí xíu nha, cái sân bay vắng vẻ vào cái mùa dịch bệnh nè. Thật là buồn không? Lúc trước là máy bay lên xuống liên tục các bạn, còn bây giờ thì vắng vẻ luôn, im ru luôn rồi. Thỉnh thoảng mới có một chiếc bay qua.